Mình uống thuốc bào tử, cái cử thuốc nào quan trọng nhất? Hay ta nói thứ uống bào tử là người ta hay nói tới bữa ăn. Có người thì uống trước bữa ăn, có người uống sau bữa ăn. Cái cử thuốc quan trọng nhất chính là cái cử thuốc mà mình ăn như thế nào. Có lúc nào mà mình không ăn gì hết mà bào tử vẫn tiết ra dịch vị, ra chất chua mà tiết ao ạt á, có lúc nào không? Đó là chẳng hạn như lúc mình ngủ mà mình giận quá, ngủ mà mình lo quá, lên tới giường ngủ mà mình đói quá, mình nằm chiêm bao thấy toàn được mời đi ăn buffet không thôi, thì như vậy cái chất chua nó ào ra. Do đó cái cử thuốc bao tử mà quan trọng nhất chính là cái cử thuốc uống trước khi ngủ, sát giờ ngủ. Đặc biệt lựa những thứ thuốc mà đồng thời nó có những chất để nó tráng, nó bảo vệ cái niêm mạc đó. Có món trong ăn chay rất dễ mà khi tôi áp dụng thì bệnh nhân khen nức nở, đó là trước khi ngủ ta uống ly sữa đậu nành, đừng uống sữa tươi, đừng uống sữa bò. Nhưng mà khi mình uống sữa tươi thì phải cẩn thận, lúc đầu thì thấy khỏe, lát sau vì cái lượng nó làm mất cái canxi đó, tại là trong giấc ngủ cái hệ thần kinh của mình sẽ nhạy cảm, bao tử sẽ co thắt, chất chua tiết ra. Uống ngay cái món trong cái gia chánh cổ truyền của mình, nhưng mà uống một ly sữa đậu nành để thứ nhất nó trung hòa cái chất chua, thứ hai nó tráng kín cái niêm mạc, để sáng khi mình ngủ dậy đó, cái lượng chất chua đặng nào cũng có trong đêm nó không đủ để gây ra một cái chuyện đau bao tử trở lại. Vậy thì uống và đã được chứng minh là có khi người ta chỉ cần tuân thủ cái cử thuốc trước khi ngủ thôi thì người ta sẽ uống ban ngày yên rồi, tới tối mình ngủ mình lo lắng về nước chua trào ra, chạy ngược lên gọi là hội chứng trào ngược, chạy lên tới cổ họng, kết quả là sáng hôm sau thức dậy với cảm giác đắng miệng, ở chua và viêm xoang, viêm họng mãn vì cái chất chua đã dội ngược. Thì vậy thì cử thuốc trước khi ngủ là vô cùng quan trọng. Người ăn đau bao tử là cái người sẽ chọn cái món ăn sao mà mình ăn vô thấy sao cái bụng mình nó êm đi. Và thậm chí người ta còn khuyên làm cuốn sổ là ghi những cái món mà mình ăn vô mình không hợp, tránh nó đi một thời gian trong khi điều trị. Thật sự cái ăn chay với đau bao tử nó không phải là cái nguyên nhân trực tiếp, không phải vì mình ăn chay mà đau bao tử. Chẳng hạn như mình đau bao tử vì lý do lo quá, giận quá, tham sân si quá, thì cái chế độ ăn chay nếu trúng nhầm cái món mà nó làm cho cái chất chua trong bao tử mình nó tiết ra không đúng như cái lượng và cái nhiệt nhu cầu, người ta chứng minh hiện nay bệnh bao tử là một trong những bệnh phổ biến ở xương mình. Cái phổ biến ở đây là gì? Người ta nói chất chua nó phá cái niêm mạc, nhưng mà cái chất chua khổ chỗ là khi mình không, mình ăn vô đầy đủ mà có chất chua thì còn mừng à. Còn sở dĩ nó bệnh là gì? Nó tiết ra hoặc chậm quá. Những trường hợp mà người ta sống mà người ta có gì giận tức đã được chứng minh là hầu mình tới bữa ăn á thì nó không chịu tiết ra. Thành ra có khi mình đói cồn cào mà mình ăn có một hai miếng cái nó non ngang đi, người ta gọi là nghẹn họng. Rồi sau đó khi mình ăn hết rồi, 2 giờ đồng hồ sau khi nó đã xuống tới ruột mất rồi, thì bỗng nhiên có một đợt chất chua tiết ra một cách ào ạt. Và khi đó trong bao tử không có thức ăn á thì nó sẽ tấn công cái niêm mạc của mình, chứ không phải vì cái bữa ăn chay hay không ăn chay mà nó làm cho mình đau bao tử. Mà thường cái nguyên nhân làm cho mình đau bao tử chính là mình. Vậy thì ở đây sẽ đừng đổ thừa cho trăm dâu đổ đầu cho ăn chay.